Thưa quý vị, năm tới lương của người lao động tại khối doanh nghiệp có thể chỉ được tăng thêm 17% theo phương án tăng lương tối thiểu mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ. Mức tăng này chỉ bằng một nửa mức đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động dựa trên khảo sát thực tế mức sống tối thiểu của người lao động. Theo dự thảo nghị định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lương tối thiểu dành cho lao động vùng 1 sẽ là 2,75 triệu đồng một tháng, vùng 2 là 2,45 triệu đồng một tháng, vùng 3 là 2,1 triệu đồng một tháng và vùng 4 là 1,9 triệu đồng một tháng. Mức tăng trên cũng gần tương đương với mức tăng của năm 2013. Nếu được phê chuẩn, lương mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng doanh nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn. Việc tăng lương tối thiểu sẽ tác động lớn đến chi phí của doanh nghiệp, kể cả chi phí lương và bảo hiểm xã hội. Trước đó, dựa vào kết quả khảo sát mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp trong năm 2013, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng mức lương tối thiểu cho năm 2014. Theo đó, cao nhất là tăng 36%. Tuy nhiên, mức cao nhất này cũng chỉ đáp ứng được 75-84% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.